Chào tất cả các bạn đến kênh Bình Thuận Chú Yêu luôn nha. Và hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn cảnh ghe lưới rút đang về cái cảng mà nó là chiếc cặp giả cào của Phước Tỉnh cũng ra khơi các bạn thấy không? Màu xanh nổi trội luôn bạn thấy không? Ra Phước Tỉnh các bạn, Vũng Tàu đó, cũng đang ra khơi. Và chiếc lưới rút của Khánh Hòa cũng về cửa cảng các bạn đó. Như thường lệ, lời nói đầu tiên mình cũng chúc cho tất cả anh em trên ghe thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Và chủ ghe đi chuyến nào thắng lợi chuyến đó luôn. Đó, mặt các bạn thấy không, chiếc ghe lưới rút của Khánh Hòa bạn sử dụng một máy chính và máy phụ mà không. Giả cào của La Ghi cũng ghe khơi các bạn, chiếc ghe dây đây các bạn. Đó, giả cào Phước Tỉnh La Ghi cũng ghe khơi tấp nập các bạn không. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng kênh Bình Thuận Chú Yêu trong suốt thời gian qua rất là nhiều luôn nha. Thì những gì mình còn thiếu sót, anh em vô xem được những video của mình ra thì hãy vô ủng hộ góp ý kiến cho mình, để cho mình có thêm động lực và những thông tin hữu ích để chia sẻ với anh em một ngày một tốt hoàn thiện hơn luôn. Đó, bạn thấy không, cái mặt ghe của Khánh Hòa, lưới rút Khánh Hòa rất là xịn sò không? Ở xa xíu mà hồi mình zoom gần gần để các bạn xem cho nó khoe xíu. Đó, là thẳng tiến về cái cảng, zoom gần bạn xem theo hỏi số lingo là 98686 tết các bạn, quá đẹp luôn bạn không, dài như còn đường bụng đều sơn màu đen với màu đỏ bạn không, ghê lắc tích nhìn rất là đẹp luôn ạ. Ghê cũng tầm 18-19 mét không các bạn, nó là siêu đẹp luôn bạn thân. Thiết kế cái cabin hai tầng của bạn thân, vỏ rồi để trên cabin rồi lũ khủ rồi lưới khoen là bạn ớn không dần bên đổ rồi. Đó, nhìn gần cho các bạn xem. Đó, thấy không, nhìn đã không, lưới bọng rồi không dần bên đổ rồi, em đang rút cho cabin hết trơn các bạn. Đó, cabin sau để dàn nó hết ớn ăn bạn thân. Đó, nhìn sai mà xem quá xịn sò luôn. Đó, cabin thiết kế rất là đẹp, nó gọn gàng luôn. Đó, mình cũng chia sẻ với các bạn những khung cảnh ghe về để đánh bắt, đa số là ghe Khánh Hòa, Cà Ná, Ninh Thuận nữa bạn. Về đến bắt đều là sang cá các bạn, bốc cá từ ghe qua xuồng hoặc xong xuồng mới tải lên cảng rồi mới bắt lên cảng cho các thương lái các bạn. Anh em cũng đang lũ khủ trong cabin bạn, xíu nó ra sang cá bây giờ. Cá qua xuồng chạy tốc độ chậm gãy bạn, bữa nay bạn không có siêu tốc độ như những hôm trước. Giờ hôm nay cửa cảng bạn thấy không, sóng gió rất là êm luôn, dù mưa bão trở trời rất nhiều bạn. Những lúc mà mưa bão hết thì mình sẽ ra những quay những video cho các bạn xem. Chiếc ghe giải cầu của La Ghi cũng đang bị mắc cạn nữa các bạn, xuồng đang lên dây để kéo ra luôn các bạn. Đó, thì mình cũng chia sẻ với anh em những khung cảnh ghe vào cửa cảng đẹp. Mục đích của kênh mình thật là lưu giữ những mẫu ghe đẹp, khung cảnh ra vào cửa cảng đẹp cho cô chú anh chị em mình xem. Và anh chị em xem thấy hay hãy ủng hộ và chia sẻ cho kênh mình nó lan tỏa rộng rãi hơn nữa các bạn ơi. Đó, mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình rất là nhiều luôn. Đó, ghe giả đang lên mắc cạn các bạn, bây giờ phải gần xuồng kéo các bạn ơi, có đen rồi kìa, kéo quýu quýt luôn rồi không, quá khủng khiếp luôn bạn ơi, nhìn thấy ớn ăn luôn. Đó, bạn thấy ghê gớm không? Đó là quy lực của chiếc xuồng để kéo chiếc giả cào siêu to mắc cạn ra đầy rất giả khó khăn rồi không, kéo bạn kéo giật cái đít luôn không, ghê gớm không các bạn không. Thì mà đa số giả cào ghe lớn lớn, giả cào mạnh lộ bạc ra thôi là phải lớn lớn là phải cần xuồng dắt cho nó chắc ăn quan tốn và độc và còng mà, nhưng mà nó an toàn hơn những ghe này. Là hồi nãy là ra mình một mình không bạn, bây giờ phải lên mắc cạn xuồng không phải dắt cũng vô đó hả. Nói chung là đa số những ghe này về như vậy ra vô vậy, mặc dù dân ở đây cũng như thế thôi, tại đánh bắt từng tháng mới về một lần không, nên
cũng không có nhớ đường vô các bạn. Lúc bên cạn mình bên sâu nên ra vào cũng rất là nguy hiểm mà. Nhờ cái xuồng 1 phút 30 giây là ra khỏi cái bãi cát bồi luôn không, cũng một lợi hại ghê không ạ. Thì mình cũng chia sẻ lên đây luôn, anh nghe của cô chú anh chị em nào còn thiếu bạn đi thì cũng vô comment phía dưới video nha, để mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi luôn. Đó bạn thấy không, giá cào, giá cào lưới rút ra dầu tấp nập không nó, anh xong xuôi anh quẹo vô lại đó bạn. Ồ chạy ghê không, bị chích khói đen luôn các bạn. Ồ giá cào anh thoát được, anh chạy góc độ rất là dữ luôn bạn. Đây là chiếc lưới rút của Bình Thuận cũng về cửa cảng các bạn ơi. Đó, thì mình cũng chúc cho anh em về về thật nhiều sức khỏe luôn nha. Đó, đi chuyến nào là chuyến cá chuyến đó, đa số là ghe là về là đánh bắt trong ngày về không bạn, 1 ngày 2 ngày về thôi bạn, nhưng nghe này bạn chứ không có đi lâu nha, chúng thì trong ngày về luôn. Đó, đa số là những ghe đánh bắt là gần bờ luôn đó bạn, những ghe nó rút bạn còn ghe giá cao đi một tuần lễ hoặc nửa tháng về một lần không chừng các bạn luôn. Mình cũng chia sẻ với anh em, anh em mình xem. À, chiếc là chiếc kia dày nó ra bạn, giờ chiếc kia giả theo sau các bạn thấy không, chạy tốc độ cũng rất là dữ các bạn. Nói chung buổi giờ này cũng tầm 9 giờ mấy rồi bạn, ghe ghe vào rất là êm mà không có sóng gió lớn như mấy bạn. Thì mùa mưa gió thiệt mà khi mà hết gió êm ảnh cũng ra khơi bình thường các bạn nha. Thì khi bão bùng nổ mà bên quản lý cảng báo mà không cho ghe ra cảng thì anh cô chú ghe cô chú chị em mới không ra khơi các bạn. Trong mưa bão sao ra còn như ốc thấp rồi thì anh em đi thôi bình thường mà không. Đó, khung cảnh trong cửa cảng mà không, ghe chạy tốc độ rất là dữ mà không. Nó trước mặt của các bạn là một chiếc ghe đều ý rút và một chiếc ghe của đánh cá chích đó các bạn. Nó vừa đánh cá chích bằng thúng luôn bạn thấy không. Cô chú anh chị em cũng rằng vũ bạn, hồi nó lên cái bãi thôi là vũ có chích ra nhiều lắm. Nó nghe cũng đang thẳng tiến vô cái cảng chiếc lưới rút mà anh mồi cũng cá dữ lắm mà. Đó, chiếc đa số của Hàn Quốc cũng ra khơi được bạn ơi. Chiếc này của Cà Ná các bạn là chạy tốc độ cũng rất là dữ ra khơi luôn. Thì mình cũng chia sẻ hôm nay để cho anh em mình xem. Cảm ơn anh em đã ủng hộ góp ý kiến cho kênh Bình Thuận Yêu trong suốt thời gian dài rất nhiều luôn. Đó, chiếc lưới rút của Cà Ná cũng ra khơi đó bạn, mà đa số là ghe đặt máy giang mà không ạ, ghe 700 cv ăn lên các bạn, thì ngang cũng dài 89 m các bạn, kết hợp pha xúc lưới rút các bạn không. Chung là mình sẽ chúc cho anh em trên ghe luôn sức khỏe và bình an nha, trên mỗi nẻo đường chuyến biển nha, ngoài khơi xa. Chủ ghe đi chuyến nào là thắng lợi trúng đậm cá chuyến đó luôn. Đó, bạn thấy sẽ chi dáng ghe chạy rất là phong độ chuẩn đẹp không. Chung là ghe ra nhiều thì mình chia sẻ nhiều với anh em, còn ghe ít thì mình chia sẻ với anh em nha. Thì những lúc ghe ít thì anh em cũng cố gắng xem những video của mình để ủng hộ mình, để cho mình có động lực cho những video mới luôn. Mình hy vọng tất cả anh em hãy luôn đồng hành cùng mình và chia sẻ kênh mình mạnh hơn nữa để cho nó tiến xa hơn nữa các bạn ơi. Đó, thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian qua để cho mình có động lực ra những clip mới một ngày một tốt, một ngày một hoàn thiện hơn luôn. Đó, chiếc lưới rút của Cà Ná cũng đang ra ngoài cửa cảng các bạn, không biết ảnh có ăn tóc đậu hứng luôn nè. Đây là ra khơi đậu à, cái mồi này không có tăng tóc rồi thôi. Cái lưới rút của Bình Thuận cũng lù lù bệnh cũng về con không. Cơm về ra nhiêu thì mình sẽ cho vô clip mình hết bao nhiêu các bạn. Đó, thì nhiều lúc mà cô chú anh chị em nói sao có thể quay ghe Cà Ná không, không quay ghe Bình Thuận, thật sự cũng có nhưng mà nhiều lắm chứ.
ở chỗ người clip á, tại mình để cái hình thumbnail thôi chứ thật sự ghe đủ ghe của mình thận mình hết trơn các bạn. Cô chú vô xem hết clip thì mà biết được thôi, chứ tự nhiên anh em vô xem vô cái nhảy ra thì nói chung là không có hết biết clip trong đó có cái gì đâu các bạn. Đó, anh em cũng đang háo hức cho chuyến ra khơi bạn thấy lưới rút mình thuận về cảng thì lưới rút của Cà Lái ra khơi. Thì video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây các bạn ơi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo kênh Mình Thuận Dấu Yêu nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn của kênh Mình Thuận Dấu Yêu, bài cả nhà yêu nha.